Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Si Talk nơi chuyên gia nói. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một nhân vật khách mời rất là quen thuộc, đó chính là ông Trần Ngọc Phúc, người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Meta Nhật Bản. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với chủ đề từ Hummingbird đến khẩu trang không khí tương lai, làm sao để duy trì khách hàng sáng tạo. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời kết nối với ông ạ. Xin chào quý vị khán giả. Metran thành lập năm 1984 là công ty nghiên cứu và chế tạo các loại máy hô hấp nhân tạo ở Nhật Bản và hơn 20 quốc gia trên thế giới. Năm 1982, Hummingbird HFO ra đời, giúp 99,7% trẻ sinh non ở Nhật Bản được cứu sống. Trong đại dịch COVID-19, máy trợ thở MV20 phù hợp cho điều trị COVID-19 tại Việt Nam. Mới đây, loại khẩu trang đột phá trong việc hỗ trợ bảo vệ trước dịch bệnh đường hô hấp. Điều gì đã giúp ông Trần Ngọc Phúc luôn duy trì sự sáng tạo và đam mê khoa học để cho ra đời những sản phẩm thiết thực cho mọi người? Và bắt đầu cho chương trình thì anh cũng xin được phép hỏi ông câu chuyện để ông nảy sinh ý tưởng và bắt tay vào nghiên cứu phát minh ra máy trợ thở Hummingbird dành cho trẻ sinh non đã diễn ra như thế nào ạ? Cái máy Hummingbird là đứa con đầu tiên của tôi để phục vụ cho các trẻ sinh non. Thật ra thì trước Hummingbird thì tôi đã làm rất nhiều nghiên cứu về cái mốt mà hô hấp mới để mà bảo vệ cho cái buồng phổi khi mà chúng ta có vấn đề về hô hấp. Thì trong thời gian nghiên cứu đó thì cũng may là được dịp cùng nghiên cứu với các chuyên gia nổi tiếng trên thế giới. Từ đó khi mà Hoa Kỳ năm 1982 họ biết tôi và họ có mời tôi tham dự vào một cái project nghiên cứu. Họ thí nghiệm lâm sàng trên 2.000 trẻ em sinh non ở Hoa Kỳ và Canada. Thì đứng trên địa vị của tôi là người phát minh và coi như là về sáng chế máy móc, thì họ mời tôi đưa ra những cái giải pháp thiết bị về y tế để mà có thể dùng trong cái project mà thí nghiệm lâm sàng rất là lớn này. Tức là tất cả có 8 công ty họ mời tới và họ chỉ chọn một cái giải pháp của một công ty để dùng tất cả trên cái thí nghiệm này. Tại vì những cái data mà khi mà họ lấy đi từ các cháu sinh non ra đó thì họ phải muốn là chỉ dùng một cái phương pháp thì họ mới lấy thống kê được. Và cũng may là so với các công ty rất lớn ở Mỹ và công ty ở Canada thì tôi được họ chọn là cái máy hệ thống duy nhất và họ dùng trong cái cuộc thí nghiệm này. Thì đó là sự việc mà ra đời của cái máy Hummingbird của tôi. Vậy thì cảm xúc của ông như thế nào vào thời điểm chứng kiến sự thành công của chiếc máy này khi mà đạt giải nhất tại cuộc thi ở Mỹ cho Viện Y tế Hoa Kỳ tổ chức? Lúc đó thì họ chấm ở Florida, ở Miami. Thì tôi cũng ở trong nhà của người bạn ở bên Mỹ. Lúc đó thì tôi nói là họ chọn tôi không chọn tôi là vấn đề khác. Tôi muốn cảm ơn các bạn ở Mỹ đã giúp tôi trong cái project này đó. Thì tôi nấu cơm Việt Nam để đãi cho họ. Và sau khi tôi ăn chả giò xong khoảng chừng 9 giờ thì cái tin cuối cùng là họ chọn máy tôi. Tôi thì khi nào cũng vậy hết, khi nào mà vui thì vui khoảng chừng 5 phút, 10 phút là xong rồi. Sau đó thì phải bỏ hết sức lực để mà đi tiếp nữa. Thì đó là phải nói là cảm xúc đầu tiên của tôi khi mà tôi nghĩ là cái cách suy nghĩ của tôi đã được bên Hoa Kỳ họ chấp nhận. Còn cái khoảng thời gian sau khi mà đã thương mại hóa thành công với nhiều phiên bản khác nhau thì cảm xúc của ông như thế nào? Cái project này đó thì cũng rất tiếc là bị thất bại. Thất bại không phải là vì cái máy của tôi mà thất bại cái protocol, cái mà phương pháp để mà thí nghiệm đó. Tôi cũng đi vào chút xíu chi tiết là thế này. Là thường thường những trẻ em mà sinh non đó
thì cái phổi nó chưa được hình thành. Thì đúng, nhưng cái kết quả mà sau khi chúng tôi đã thí thí nghiệm trên các động vật, thí dụ như con khỉ, con baboon nhỏ, hoặc là heo, anh con chẳng hạn, chúng tôi rất là có tự tin cái phương pháp này nó đúng. Nhưng mà khi mà bắt đầu vào thí nghiệm trên các trẻ em đó, thì cái cách thí nghiệm đó là trước khi mà trẻ em sinh ra đó thì đã biết là trẻ em này sẽ có vấn đề phải sinh non, thì phải tiến hành bốc thăm. Em này sẽ dùng phương pháp mới và em này vẫn dùng phương pháp cũ, và để mà lấy data đó mà để mà coi như so sánh với nhau. Nhưng mà khi mà bắt đầu vào thí nghiệm lâm sàng đó, thì có những bác sĩ họ họ lo quá, họ không có chịu dùng cái phương pháp mới. Họ cứ nghĩ là phải dùng phương pháp cũ cho đến khi mà họ cứu không được rồi họ mới dùng phương pháp mới. Tuy nhiên vậy, khi mà dùng phương pháp cũ đó thì cái phổi, cái phế nang nó bị hư hết rồi, thì khi mà chuyển qua cái phương pháp mới đó thì nó không còn hiệu quả nữa. Và có những điều mà hồi đó y học họ chưa chứng minh được, thí dụ như cái thế nằm của các cháu nhỏ thì phải để cái đầu cao hơn thân thể chẳng hạn, hồi đó thì không có kinh nghiệm, thành ra để ngang, nằm ngang á thì coi như bị đứt mạch máu não này kia đó. Thì rất tiếc là cái thí nghiệm đó ở bên Hoa Kỳ thất bại. Nhưng ở bác sĩ bên Nhật thì chúng tôi vì biết có tự tin về cái vấn đề này, ở Nhật chúng tôi làm một cái study mới, một cái thí nghiệm mới ở bên Nhật thôi, và chúng tôi thành công. Đó là lý do tại sao bây giờ Nhật đứng đầu cái phương pháp này, cái phương pháp hô hấp này trên thế giới. Vâng ạ. Vậy thì từ máy trợ thở Hummingbird cho đến máy thở đa năng RV20 dùng để hỗ trợ điều trị COVID-19 là một hành trình như thế nào? Ông có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Khi mà làm cái project mới đó, luôn luôn chúng tôi phải đặt câu hỏi là chúng tôi làm cái project này với mục đích như thế nào. Thí dụ như là Hummingbird là coi như làm sao để mà cứu các trẻ sinh non, nhưng phải bảo vệ cái phổi và bảo vệ làm sao cho cuộc sống các cháu đó được thoải mái trong cuộc đời còn lại. Đề tài mà chúng tôi phải giải quyết. Thì tất cả những project của Mekong đều phải có cái mục đích để mà giải quyết một cái vấn đề mà chúng tôi muốn giải quyết. Thành khi mà nói chuyện mà cái MVMV20 đó, thì khi mà nói tới pandemic đó, chúng tôi đã học từ năm 1938 chẳng hạn, là lúc đó là bị bệnh polio ở bên bên Âu Châu, và mình bị Pháp đô hộ, thì người Pháp cũng đem cái virus polio qua Việt Nam, và ngay em trai của tôi cũng bị polio và bị bại chân chẳng hạn. Thì mình phải nhìn lại cái lịch sử của polio nó như thế nào, và sau đó mình nhìn những cái lịch sử thí dụ như về những cái dịch bệnh gia cầm SARS hoặc là MERS hay là tất cả những cái như vậy, thì mình phải biết được cái vấn đề mà mình phải giải quyết là như thế nào. Thì Trần Văn Thọ là bạn thân của tôi và các đàn anh của chúng tôi ở bên Nhật có nói tôi là phải suy nghĩ một cái hệ thống máy thở cho Việt Nam, thì tôi lập tức suy nghĩ về cái vấn đề đó. Thì trong cái process mà suy nghĩ như tôi đã nhắc đi nhắc lại đó, là nếu ở Việt Nam mà pandemic thì như thế nào. Tôi đã có kinh nghiệm làm volunteer để giúp và giảng dạy cho bác sĩ Việt Nam cách đây 25, 26 năm trước, khi mà Việt Nam cũng chưa hiểu nhiều về máy thở đó. Thì tôi đã làm việc này trong vòng 13 năm. Tôi xin tài trợ của nhiều công ty ở Nhật cho tôi về Việt Nam để mà giải quyết cái vấn đề hô hấp. Thì tôi hiểu được những vấn đề mà Việt Nam đang có ở những cái vùng mà xa hẻo lánh, vùng quê. Và khi mà mình nói là đại dịch đó, đại dịch thì nó không có tha thứ vùng quê là trung tâm gì hết, mà khi nó xảy ra thì nó xảy ra với một cái tốc độ rất là nhanh. Thì khi mà xảy ra cái tốc độ nhanh như vậy đó, thì chắc chắn chúng ta phải nghĩ tới cái vấn đề là bệnh viện dã chiến. Và lúc đó tôi nhìn những cái thảm trạng ở New York hoặc là ở bên London, tôi thấy được là những nhà chuyên môn về hô hấp đều bị gục ngã trước. Tôi phải nghĩ là
Ở Việt Nam, những nhà chuyên môn về hô hấp tôi nghĩ rất ít, rồi về thiết bị cũng rất là ít, và lẽ nhân vì muốn học hỏi thành ra các bác sĩ Việt Nam, các bệnh viện Việt Nam rất muốn có những cái máy rất là có nhiều chức năng trong đó. Nhưng những lần mà tôi tiếp xúc giữa tôi với các nhà chuyên môn ở Việt Nam, tôi thấy là những cái máy mà phức tạp đó người ta không thể nào dùng được hết. Và nếu mà những cái bác sĩ ở đầu ngành không có đó, và các bác sĩ mà họ không hiểu về hô hấp, thì có thể là thay vì mình cứu người ta, mình có thể gây nguy hại cho cái người bệnh nhân đó. Bởi vậy cái bài toán của tôi đó là phải làm một cái máy nào mà rất là đơn giản, rất là an toàn. Và nhất là tôi biết Việt Nam mình phong phú về vấn đề về tài chính, cho nên phải làm sao để làm một cái máy thật rẻ tiền và có thể sản xuất hàng loạt mà rất là nhanh chóng. Thì đó là những cái giải pháp mà tôi phải suy nghĩ khi mà thiết kế cái MV20. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn những giá trị, những suy nghĩ và những lo lắng của ông đã dành cho đất nước. Thưa ông, và gần đây thì chúng tôi được biết là ông còn phát minh ra chiếc khẩu trang được gọi là khẩu trang không khí của tương lai. Vậy thì chiếc khẩu trang này có gì đặc biệt ạ? Cái đại dịch của Covid đó, thì tôi chuyển cái project mà tôi đang làm cho cái bệnh mà hô hấp mà tắc nghẽn mãn tính đó, kêu là tiếng Anh kêu là COPD đó. Thì bây giờ COPD thật ra đây là một cái bệnh mà ít người nhận, trên thế giới nhận thức được. Nhưng trên thế giới bây giờ cái nguyên nhân tử vong của các loại bệnh đó thì COPD là nó đứng thứ ba, thành nó là một cái bệnh mà chúng ta không coi thường được. Và nhất là ở cái môi trường không khí ô nhiễm như ở Việt Nam. Lẽ nhiên khi mà bạn bị ảnh hưởng này đó thì Việt Nam mình đó sẽ bị một cái hậu quả rất là nghiêm trọng trong tương lai rất gần là COPD sẽ hoàn thành. Thì tôi đã nghiên cứu để làm một cái máy để mà làm về cho những bệnh nhân bị COPD. Và khi mà đại dịch hoàn thành trên thế giới đó, tôi có nghe tin ở bên Vũ Hán một đứa trẻ 15 tuổi vì không quen khẩu trang, khi đeo khẩu trang khi mà tập thể thao đó thì cháu đó thì tử vong. Và sau đó tôi coi lại, tôi biết ở Nhật cũng có ba cháu cũng bị tử vong vì đeo cái khẩu trang. Tôi đặt lại vấn đề khẩu trang á, nó giúp mình được cái gì và nó không giúp được cái gì. Tôi hiểu được khẩu trang á, nó là không có phải là một cái hệ thống an toàn cho chúng ta, là tại vì chúng ta hít thở qua cái kẽ hở chứ không phải là cái material của cái filter đó. Thành khi mà chúng ta ở trong cái môi trường mà có virus, lẽ nhiên môi trường này thì ở đâu cũng có hết, và chúng ta dùng khẩu trang thì khẩu trang nó không bảo vệ chúng ta. Thêm một vấn đề rất là khó khăn cho chúng ta là ở Nhật thì bốn mùa, thì bây giờ tới mùa lạnh thì đại khái cũng đỡ, nhưng mà Việt Nam mình Á nhiệt đới thành ra nóng, rất nóng. Đeo khẩu trang là một cái rất là khổ sở cho chúng ta. Thành bởi vậy cái chúng ta phải giải quyết hai vấn đề, một cái là cung cấp cái nguồn khí an toàn cho cái hô hấp của con người, cái thứ hai là làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Và nếu mà cần thì đây là cái hệ thống mà tôi đang, thực ra trong cái project này á, tôi muốn lúc đầu á, tôi tính là cho ra thị trường Nhật hoặc là Hoa Kỳ hoặc là Âu Châu trước, nhưng mà khi trong lúc sản xuất thì tôi thấy Việt Nam bây giờ lâm vào cái tình trạng rất là hiểm nghèo, nên tôi quyết định là đem tất cả các project này về Việt Nam và sẽ sản xuất ở Việt Nam cho Việt Nam trước. Tôi đã ưu tiên, tôi đã nói với trong group của chúng tôi là tất cả những cái số lượng mà chúng tôi đưa ra được đó, chúng tôi sẽ dành 70% cái số lượng đó cho Việt Nam ưu tiên. Và cái thứ hai nữa, tôi muốn là 5% của cái doanh số này tôi sẽ tặng cho những người gặp khó khăn hoặc là những nhân viên y tế đang chiến đấu để chống đại dịch. Đó là cái nguyện vọng của tôi.
Vâng, chúng tôi cũng xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là sự trăn trở cũng như là đóng góp của ông dành cho đất nước Việt Nam. Và từ lúc lên ý tưởng cho đến lúc nghiên cứu rồi thử nghiệm và ra thành phẩm, chắc chắn đó là cả một quá trình không hề đơn giản đúng không ạ? Vậy thì điều gì đã giúp ông có thể kiên trì và miệt mài cũng như là dành rất là nhiều tâm huyết cho công việc này ạ? Vâng, thì đối với tôi thì khi mà những sản phẩm của tôi muốn cho người khác dùng đó, tôi phải phải biết được cái sản phẩm của tôi nó là như thế nào. Thành với cái sản phẩm này tôi đã bỏ hơn một năm và tôi tự dùng tôi để mà trải nghiệm, coi không nói là thí nghiệm nhưng mà tôi dùng tôi để mà trải nghiệm. Thì thí dụ như ở trong mùa hè trời rất là nóng, tôi vẫn đeo và tôi chạy hoặc là tôi làm những việc rất là cần sức lực để mà tôi coi cái những cái hô hấp của tôi lúc mà lúc đó đó với cái dụng cụ này nó có thể giúp tôi được hay không. Trong chuyến đi về Việt Nam tháng 12 năm rồi thì trên máy bay chẳng hạn tất cả mọi người đều mặc đồ bảo hộ và tôi thấy rất là khổ sở. Tôi và ba nhân viên khác của tôi dùng cái hệ thống này và chúng tôi vẫn thấy rất là thoải mái và rất là an toàn. Lẽ nhiên là bây giờ chúng tôi hàng ngày đang đo cái chức năng của cái filter nó như thế nào, rồi cái lưu lượng như thế nào để mà chúng tôi thở nó dễ dãi chẳng hạn, hoặc là cái độ ẩm ở phía trong cái khẩu trang, hoặc là cái nhiệt độ của trong khẩu trang nó so với ở ngoài nó là sẽ khác biệt bao nhiêu chẳng hạn. Đấy, như là cái không khí mà tôi đang hô hấp đó là nó sẽ tinh khiết tới cái mức nào. Và tất cả những cái đó chúng tôi đều có những cái con số để mà có thể đưa ra cho các bạn dùng để các bạn yên tâm. Nhưng mà tôi cũng xin thưa là không có một cái hệ thống nào mà có thể bảo đảm 100% cái vấn đề an toàn hết. Tôi chỉ nói là chúng ta sẽ làm sao giảm bớt cái tỷ lệ lây nhiễm chéo thôi. Có nhiều công ty đưa ra sản phẩm mà họ cũng nói là cái này là an toàn. Tôi cũng may là tôi dám nói chuyện đó. Là tại vì không có gì mà 100% hết. Thành ra tôi phải muốn cảnh báo cho người dùng cái này không phải là 100% an toàn và các bạn phải hiểu được nó là như thế nào. Cái vấn đề mà nhận thức lý do tại sao mà lây nhiễm chéo và khi chúng ta biết cái đó rồi đó thì chúng ta có thể bảo vệ cho cái thân thể của chúng ta an toàn hơn. Ông có thể chia sẻ nhiều hơn những kinh nghiệm của ông dành cho người trẻ đang theo đuổi công việc nghiên cứu tại Việt Nam không ạ? Những nghiên cứu gia đó với là những người thích kỹ thuật hoặc là khoa học đó thì tôi nghĩ là đều cùng một cái tâm niệm, cùng tâm tư hết. Tôi cũng dám khuyên đối với tôi thì tôi cũng cố gắng để tìm con đường đi của tôi chưa ngủ được và tôi không dám khuyên ai hết. Nhưng mà nếu mà nói cho tôi chia sẻ những kinh nghiệm của người đi trước đó thì tôi chỉ xin nói là chúng ta nên tin tưởng cái gì mà chúng ta muốn làm và phải say mê cái chuyện mà chúng ta muốn làm đó và đừng có gặp khó khăn thì chúng ta bỏ nó, chúng ta phải đi theo dõi cho đến cuối cùng thì như vậy thì mới đạt tới thành công. Vâng ạ, xin cảm ơn những lời khuyên rất là chân thành cũng như là những thông tin mà ngày hôm nay ông đã chia sẻ trong chương trình Talk. Và một lần nữa cũng xin được cảm ơn tình cảm cũng như là những giá trị mà ông đã mang đến và dành riêng cho đất nước Việt Nam. Và trong thời gian tới, hy vọng là những sản phẩm của ông sẽ thành công hơn để có thể tiếp cận nhiều hơn đến cuộc sống của tất cả mọi người và chúng ta sẽ có thể nâng cao được nhiều hơn về chất lượng cuộc sống. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Si Talk được thể hiện cùng với ông Trần Ngọc Phúc, người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Meta Nhật Bản cũng xin được khép lại. Bán Nguyệt cùng với khách mời xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.